Theo tâm á. Thục bớt điệu là xíu được không? Bớt điệu là xíu được không? Không có tém vô rồi. Có tém tém vô đó. Mà Thục biết sao không? Mấy bạn đó Tâm nghĩ là một là acoustic, hai là hát nhạc pop đó Thục. Nhảo mà cũng lay nó xài lắm luôn đó nha. Thì bởi vậy mới là em yêu anh Tâm ơi. Em yêu anh Tâm ơi.